Đây là 10 đại họa khủng khiếp nhất trong Kinh Thánh, mà Chúa đã giáng xuống trên toàn cõi Ai Cập để cứu dân Do Thái thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Đến bây giờ người ta vẫn thường xuyên nhắc tới những đại họa đó, để nhắc nhở chúng ta hãy tránh xa tội lỗi. Hơn 20 thế kỷ trước đây, người dân Israel rơi vào tình trạng đói kém, làm họ phải di tản sang đất nước Ai Cập, cứ tưởng rằng ở đây họ sẽ có được một cuộc sống ấm no, nhưng đời lại chẳng như mơ. Kể từ đây dân Do Thái bị bắt làm nô lệ suốt 400 năm, mặc dù đã bị đàn áp nhưng dân số Israel vẫn không ngừng gia tăng. Điều đó khiến pha ra ông sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ nổi dậy. Để ngăn chuyện đó xảy ra, ông ta đã ra lệnh nhấn chìm tất cả em nhỏ vừa sinh ra xuống sông Nin. Thế nhưng một gia đình đã kịp thả trôi sông đứa con của mình. Ai ngờ cậu nhóc ấy lại được công chúa Ai Cập cứu được. Cô nhận đứa nhóc ấy làm con và đặt tên là Mô-xê. Kể từ đây một đứa nhóc Do Thái đã lớn lên trong thân phận hoàng tử Ai Cập. Anh cùng người chú của mình lớn lên và cùng là pha ra ông trong tương lai. Dù được hưởng tất cả các đặc ân của hoàng tộc, nhưng trong thâm tâm Mô-xê biết rằng bản thân ông không giống với bọn họ. Cho đến một ngày khi đang diện kiến pha ra ông, thì bất ngờ thấy một tên quản giáo đang đánh đập một nô lệ. Thấy điều đó Mô-xê vô cùng phẫn nộ, ông cứ vậy tiến xuống cản tên đó lại và bảo hắn hãy tha cho người này. Nhìn thấy Mô-xê, tên quản giáo chỉ đành đồng ý, nhưng ai ngờ khi ông vừa quay đi thì hắn ta lại quay ra đạp người kia. Đến lúc này Mô-xê đã không thể nhẫn nhịn nữa, ông cứ vậy cầm viên gạch mà lao tới tên quản giáo, sau đó tiễn tên này về với suối vàng. Vụ việc này nhanh chóng tới tai pha ra ông, hắn ta lập tức ra lệnh truy nã nam chính, làm Mô-xê chỉ đành bỏ trốn khỏi hoàng cung. Ông cứ vậy lang thang trên sa mạc Sinai trong 90 ngày đêm, sức lực lúc này cũng hoàn toàn cạn kiệt. May mắn sau đó lại gặp được một nhóm người, Mô-xê dùng hết sức cầu xin họ giúp đỡ, chỉ cần họ cho ông thức ăn và nước uống thì ông có thể làm bất cứ điều gì. Nghe thấy vậy các cô gái cũng cho Mô-xê ít nước, nhưng sự xuất hiện của anh đã làm mấy tên du mục chú ý. Bọn chúng đến hỏi thăm và định cướp nước của các cô gái. Thấy vậy Mô-xê lập tức đứng ra bảo vệ, ông bảo dù bản thân có phải chết cũng kéo theo bọn chúng. Điều đó làm mấy tên du mục không dám làm liều, cuối cùng đành quay ngựa bỏ đi. Mà chính sự dũng cảm của Mô-xê đã làm các cô gái có cái nhìn khác, bọn họ đồng ý cho ông về làng của mình. Zipporah ra sau đó đã dẫn Mô-xê đến trước mặt người cha. Khi thấy một chàng trai trẻ phải mạo hiểm đi qua sa mạc để tới đây, Jethro đã hỏi lý do gì mà Mô-xê lại phải làm như vậy. Lúc này ông cũng kể lại việc bị pha ra ông coi như là nô lệ để xây dựng thành trì, vì không chịu được nên ông đã bỏ trốn. Nghe tới đây Jethro cũng tỏ lòng thương, ông chấp nhận cho Mô-xê ở lại, với điều kiện hoàng tử Ai Cập sẽ phải chăn cừu cho ông. Nhưng đêm hôm đó Mô-xê bất ngờ nhìn thấy một đống lửa trên đỉnh núi, rồi có một tiếng nói vang lên rằng hãy cho họ biết đường lối. Tuy nhiên Mô-xê lúc này không hề biết đó là gì, nên cũng chẳng bận tâm mà đi vào nghỉ ngơi. Nhưng đêm hôm đó Mô-xê lại gặp ác mộng, khiến ông thấy cảnh tượng bản thân ra tay sát hại tên quản giáo. Không những thế, đám nhóc trong cung đều bảo ông là kẻ ngoại lai. Việc này làm Mô-xê hoài nghi về thân phận thật của mình. Điều đó làm ông bừng tỉnh. Ai ngờ lại phát hiện một con rắn hổ mang ngay cạnh người. Đang sợ hãi thì tên quản giáo lại xuất hiện đẩy ngã ông. Nhưng thật may mắn đây vẫn chỉ là một giấc mơ. Đến khi Mô-xê thực sự tỉnh dậy thì trời đã sáng, và cũng là lúc ông bắt đầu với công việc chăn cừu của mình. Tuy mang danh phận là một hoàng tử Ai Cập danh giá, nhưng Mô-xê không hề kiêu ngạo. Ông chấp nhận làm công việc thấp kém như chăn cừu chỉ để có đồ ăn. Ai ngờ đến tối hôm đó đốm lửa trên ngọn núi lại xuất hiện, cùng với giọng nói vang vọng bảo Mô-xê hãy chỉ đường dẫn lối cho họ. Sáng hôm sau khi Zipporah đưa thức ăn tới cho anh, Mô-xê đã hỏi trên đỉnh núi có ai hay không, thì nhận được câu trả lời đó là nơi thần thánh cư ngụ, vì thế không ai được phép đến đó. Nghe thấy vậy anh vô cũng hoài nghi, nhưng cùng không suy nghĩ quá nhiều. Những ngày sau đó cuộc sống Mô-xê vô cùng bình yên. Qua một thời gian tiếp xúc giữa anh và Zipporah cũng nảy sinh tình cảm. May mắn mối quan hệ đó đã được Jethro chấp nhận. Không lâu sau hai người tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của người dân vùng núi Midian. Một thời gian sau thì gia đình Mô-xê có thêm hai người con. Trong khi đó, tại Ai Cập vị vua đã già đi và qua đời. Người kế vị pha ra ông chính là chú của Mô-xê. Ngay khi lên ngôi hắn ta đã bộc lộ bản chất là một bạo chúa, bằng cách siết chặt siêu thuế với người dân, còn đem quân đi chinh phạt nhiều nơi để củng cố quyền lực của bản thân. Vì lẽ đó nên rất nhanh vùng núi Midian đã có quân của hắn tìm tới. Thấy quân lính làm Mô-xê tưởng rằng bọn chúng tới đây để bắt mình, làm anh vô cùng lo lắng. Nhưng may mắn đám này toàn là người mới nên không nhận ra Mô-xê. Khi ra mục đích của bọn chúng không phải là bắt anh, mà tới đây để thu thuế. Điều đó khiến Jethro vô cùng bất ngờ, bởi một nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này thì lấy gì để nộp. Nhưng đám lính lại bắt ông phải cống nộp đàn cừu của mình. Bọn chúng cho ông 3 ngày để làm điều đó. Tuy nhiên Jethro không muốn cống nộp gì cả. Nhưng Mô-xê hiểu rõ vị pha ra ông mới này, hắn ta vô cùng tàn nhẫn, nếu họ ngoan cố chắc chắn sẽ phải hối hận. Hơn hết bọn họ cứ làm theo những gì hắn ta yêu cầu, ít nhất cũng giữ lại được mạng sống. Mà chuyện này làm cho tâm trạng Mô-xê trở lên vô cùng suy sụp. Anh cứ vậy ngồi ở chân núi cả ngày lẫn đêm, thậm chí vợ đến khuyên nhủ Mô-xê cũng không trở về. Anh không ngờ một nơi hẻo lánh như thế này vẫn không thoát được bàn tay của pha ra ông. Đúng lúc này trên đỉnh núi lại xuất hiện đốm lửa cùng giọng nói vang vọng hãy cho họ biết đường lối.
Điều đó khiến tâm hồn Mô-xê thổn thức, anh quyết định trở về nhà và nói mọi chuyện với vợ. Bản thân anh là một hoàng tử của Ai Cập, sau khi sát hại một quản giáo đã phải chạy trốn tới đây. Nhưng trong thâm tâm anh luôn nghĩ bản thân không phải mang dòng máu pha ra ông, tuy nhiên anh không biết thân phận thực sự của mình là ai. Cho đến khi tới vùng đất này, dường như có ai đó đang chỉ đường dẫn lối cho anh. Để tìm ra sự thật, anh quyết định sẽ tới đỉnh núi, nơi người bí ẩn thường hiện ra với mình. Rồi cứ vậy Mô-xê tạm biệt vợ con và lên đường. Đây là một ngọn núi vô cùng hiểm trở, từ trước đến nay chưa một ai tới đó mà an toàn trở về. Nhưng bằng ý chí của mình, Mô-xê cuối cùng đã trèo lên được đỉnh núi. Trước mặt anh lúc này là một đống lửa lớn, tuy nhiên nó lại không hề giống với lửa thông thường. Bất ngờ một tiếng nói vang lên, ta là thiên chúa của ngươi, hãy tôn kính và phục tùng ta. Chúa bảo sẽ nhận Mô-xê làm sứ giả của mình, và con có nhiệm vụ chỉ đường dẫn lối cho dân chúa, chính là người Do Thái đang bị áp bức tại Ai Cập. Nhưng Mô-xê lại bảo pha ra ông sẽ không cho điều đó xảy ra. Tuy nhiên chúa đã bảo sẽ trừng phạt ông ta. Rồi chúa chỉ dẫn Mô-xê quay trở lại Ai Cập và tìm người anh trai tên là A-zon. Người đó sẽ hỗ trợ cho nam chính trong cuộc hành trình này. Nhưng Mô-xê lúc này vẫn yếu lòng tin, ông không nghĩ mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ chúa giao. Tuy vậy ông vẫn làm theo ý chúa. Trở về, Mô-xê kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Dù không tin chồng đã được gặp chúa, nhưng Zipporah vẫn đưa con cùng chồng trở lại Ai Cập. Sau nhiều ngày cả gia đình lang thang trên sa mạc, họ luôn được chúa chỉ đường dẫn lối. Cũng vì thế mà rất nhanh họ đã tiến vào được kinh thành. Bây giờ Mô-xê phải tìm được người anh trai tên A-zon. Nhưng từ bé đến lớn ông chưa hề gặp người anh đó, vì thế cũng không biết mặt A-zon thế nào. Việc tìm kiếm cũng vì thế trở nên vô cùng khó khăn. Ai ngờ khi Mô-xê đang tìm kiếm trong vô vọng, thì đột nhiên một người đàn ông kéo tay anh lại. Người đó tự nhận là A-zon, anh trai của Mô-xê. Chúa đã báo mộng cho ông bảo đợi em trai ở đây. Quả nhiên Mô-xê đã thực sự xuất hiện. Tuy nam chính không hề biết người anh trai này, nhưng A-zon lại biết rất rõ về Mô-xê. Từ nhỏ đến lớn ông luôn ở xa để quan sát người em. Đến bây giờ Mô-xê cũng mới biết bản thân là một người Do Thái. Rồi sau đó A-zon đưa gia đình em trở về nhà. Nhìn thấy em trai trở về sau mấy chục năm, người chị gái lại không hề vui mừng. Cô bảo A-zon tại sao lại đưa Mô-xê về đây. Sau đó còn bảo người em nhanh chóng rời đi. Nhưng trong thâm tâm không phải người chỉ ghét bỏ em mình, mà sợ rằng Mô-xê ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Rồi Miriam hỏi nam chính tại sao lại quay lại đây, thì Mô-xê cũng kể lại mọi chuyện, rằng Chúa đã giao cho anh nhiệm vụ giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ. Tuy nhiên chị gái lại không tin điều đó, vì nếu muốn cứu dân của mình thì Chúa sao không tự mình làm, mà phải nhờ đến một người trần mắt thịt. Thấy chị không tin, Zipporah cũng lên tiếng bảo vệ chồng. Cô nói tất cả những điều Mô-xê nói là thật, và mong họ hãy giúp anh thực hiện nhiệm vụ của Chúa. Lúc này người mẹ cũng xuất hiện. A-zon bảo rằng bà ấy tuổi đã cao nên chẳng thể nhớ nội người nào ấy. Vậy mà khi vừa nhìn thấy Mô-xê, bà đã nhận ra đứa con trai. Sau khi hội ngộ với gia đình, Mô-xê tập hợp tất cả những bô lão người Do Thái xung quanh lại. Lúc này A-zon cũng lên tiếng thay cho người em. Ông bảo rằng Chúa đã hiện ra và bảo Mô-xê tới đây giải thoát mọi người. Bằng cách Mô-xê sẽ tìm tới pha ra ông, cầu xin ông ta cho người Do Thái ra sa mạc để thờ phượng Chúa. Nhân cơ hội đó bọn họ sẽ trở về mảnh đất tổ tiên Canaan. Nghe thấy điều đó, một trưởng lão tên Gia Than mới đứng ra chất vấn. Nếu Mô-xê thực sự đã gặp Chúa, hãy nói ra danh xưng của ngài. Lúc này ông tập tức nói danh xưng của người ta là ta và mãi là ta. Nghe tới đây mọi người đều công nhận Mô-xê chính là sứ giả của Chúa. Cũng vì thế ông nhận được sự tín nhiệm của tất cả mọi người. Cùng lúc đó trong hoàng cung, pha ra ông đang đi tắm, bất ngờ được Chúa cho nhìn thấy trước tương lai. Khắp Ai Cập chìm trong dịch bệnh và chết chóc, ngai vàng của hắn sẽ sụp đổ. Điều đó khiến pha ra ông vô cùng sợ hãi. Không lâu sau Mô-xê một mình tiến vào hoàng cung, nhưng ông đã bị binh lính ngăn lại. Tuy nhiên Mô-xê không dễ dàng bỏ cuộc, ông lập tức xông vào bên trong, đồng thời hét lớn, tôi là Mô-xê. Kết quả ông bị bắt vào nhà giam. Công chúa đã rất nhanh biết được thông tin, bà ấy tìm tới nhà giam và thả tự do cho cậu con trai. Thấy đứa con đã thất lạc bấy lâu nay đã quay trở về, khiến công chúa không khỏi vui mừng. Ai ngờ Mô-xê đã biết hết mọi chuyện, trực tiếp bảo bà ấy không phải mẹ ruột của mình. Thấy sự thật không thể che giấu, công chúa cũng kể lại chuyện năm xưa, khi bà mất đi đứa con ruột của mình, quá buồn bã đã ra bờ sông khóc lóc. Kết quả lại nhặt được Mô-xê đang bị thả trôi trên sông. Kể từ đó bà để đứa nhóc đó sống trong thân phận đứa con trai đã chết. Lúc này Mô-xê cũng nói chúa đã cho con đến với mẹ, và cũng chính người bảo con trở lại đây giải cứu dân người. Nghe vậy công chúa tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bà hỏi chúa nào, ông ấy ở đâu. Mô-xê bảo rằng chúa của người dân Do Thái. Nghe tới đây công chúa mới ngăn cản, bởi bà hiểu quá rõ người anh trai mình. Ông ta không đời nào chấp nhận thả tự do cho dân Israel, bởi họ là lao động chính ở đây, mất đi họ sẽ mất một nửa Ai Cập. Tuy nhiên Mô-xê bảo rằng mai là ngày sinh nhật của con trai pha ra ông, sẽ chẳng có vị vua nào từ chối thỉnh cầu của người dân vào ngày đó cả. Nhưng người mẹ nuôi không ngừng khuyên con hãy dừng việc làm ngu ngốc đó lại, hãy tự mình rời khỏi đây và sống một cuộc đời của riêng mình. Chính điều đó đã khiến Mô-xê dao động, ông thậm chí đã nghĩ tới việc từ bỏ. Kết quả tối hôm ý Chúa lại hiện ra, bảo lòng tin của con đâu rồi Mô-xê, ta sẽ trao cho con mọi quyền năng nếu con có niềm tin. Nếu con từ bỏ mọi thứ sẽ lập tức lụi tàn.
Thế là hôm sau Mô-sê cùng anh trai tiến vào hoàng cung. Hôm nay cũng là ngày tổ chức sinh nhật cho con trai Pha-ra-ông, nên người dân có thể đưa ra bất cứ thỉnh cầu nào với nhà vua. Mô-sê cùng A-zon vượt lên trước đám đông và tiến đến trước mặt Pha-ra-ông. Ông bảo rằng Chúa sai ông đến đây để chứng minh. Mô-sê giơ bàn tay mắc bệnh hủi lên, đó chính là một trong ba dấu chỉ Chúa ban cho ông. Bệnh hủi tượng trưng cho sự chết chóc. Lúc này Mô-sê xin Pha-ra-ông cho người Do Thái ra sa mạc để thờ phụng Thiên Chúa. Nghe tới đây, nhà vua tỏ ra vô cùng khó chịu, đã thế còn cấu kết với tên tể tướng bôi nhọ Thiên Chúa. Hắn bảo rằng nếu Chúa có thật, hãy cho ta xem bản lĩnh của ông ấy. Sau đó Mô-sê dùng đầu gậy chạm xuống nền đất, ngay lập tức chiếc gậy đã hóa thành một con rắn độc, làm cho đám binh lính bên cạnh sợ mất cả hồn vía. Tuy nhiên Pha-ra-ông vẫn rất bình tĩnh, hắn cho rằng những pháp sư của mình cũng có thể làm được như thế. Quả nhiên khi hai tên pháp sư của hắn làm phép, cũng có thể triệu hồi hai con rắn hổ mang. Nhưng ai có ngờ con rắn của Mô-sê chỉ dùng một đòn tấn công đã giết chết được rắn của Pha-ra-ông. Điều đó chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa là vô cùng vượt trội. Lúc này một tên pháp sư cũng nói với nhà vua, Mô-sê đang phụng sự một vị còn mạnh hơn cả thần Ai Cập, kết quả làm Pha-ra-ông tức giận đưa tên đó đi xử trảm. Ngoài ra tự nhận bản thân là đấng tối cao, có thể săn núi lấp biển chỉ bằng một câu nói, trong khi đó Thiên Chúa lại chẳng thể làm được như thế. Lúc này Mô-sê mới chỉ thẳng mặt hắn ta mà nói, chính Thiên Chúa đã tạo dựng mọi thứ trên trái đất này, và chính hắn cũng được Chúa tạo ra. Nghe đến đây Pha-ra-ông vô cùng phẫn nộ, nhưng vì ngày vui của con trai nên không thể giết người. Hắn chỉ đành tha tội chết cho Mô-sê và đuổi hai người ra ngoài, làm Mô-sê trở về với trạng thái tức giận. Ông tự hỏi tại sao Pha-ra-ông bất tuân như vậy mà Thiên Chúa không trừng phạt hắn. Trong khi đó nhà vua cũng bị Mô-sê chọc tức, để chút giận ông ta đã trừng phạt người Do Thái bằng cách cắt giảm lương thực của bọn họ. Điều đó khiến mọi người vô cùng khốn đốn. Lúc này họ lại quay trách móc nam chính, bảo tại ông mà họ mới phải chịu khổ như vậy. Nghe thấy thế, người chị gái mới đứng ra bảo vệ em trai, cô nói rằng người Do Thái đã phải chịu khổ mấy trăm năm, nếu muốn tự do phải cố gắng để giành lấy. Vì thế hãy tin tưởng và đi theo Mô-sê, cậu ấy sẽ dẫn chúng ta thoát khỏi cách cơ hàn. Nhưng ai ngờ những câu nói đó đã bị quản giáo nghe thấy. Bọn họ cho rằng người Do Thái đang định làm phản, vì thế đã xông tới đuổi đánh bọn họ. Kết quả mẹ của Mô-sê đã bị chúng sát hại. Nhưng đến tối hôm đó, khi nam chính đang ngồi bên cạnh mẹ, thì Chúa lại lần nữa hiện ra. Ngài bảo rằng sáng mai Mô-sê hãy đến tìm Pha-ra-ông bên cạnh dòng sông Nin, để thuyết phục hắn trả tự do cho dân Do Thái. Nếu hắn vẫn bất tuân, Chúa sẽ giáng tai họa xuống đất Ai Cập. Nghe theo lời Chúa, sáng hôm sau Mô-sê cùng A-zon tới dòng sông Nin và gặp được Pha-ra-ông ở đây. Vẫn thỉnh cầu đó, nam chính muốn ông ta trả tự do cho dân Israel. Tuy nhiên tên này vẫn chấp mê bất ngộ, hắn chẳng coi ai ra gì, bảo rằng bản thân mới là Chúa tể trời đất. Nghe tới đây Mô-sê đã không còn gì để nói, ông lập tức dùng cây gậy hướng về dòng sông Nin. Rất nhanh nước sông đã biến thành màu đỏ của máu, sộc lên mùi hôi tanh không thể chịu nổi. Lúc này tất cả nước trên Ai Cập đã biến thành màu đỏ, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc dân Ai Cập sẽ chết khát. Thế nhưng Pha-ra-ông vẫn chưa biết sợ, hắn sẽ cho người dân uống rượu đợi cho đến khi nước trong trở lại. Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu, không có nước mùa màng cũng vì thế mất trắng, người dân phải đào giếng để tìm nguồn nước. Ai ngờ thứ họ thu được cũng chỉ là nước đỏ, thậm chí nước trong hoàng cung cũng đã đổi màu, nhà vua còn phải nhai cỏ để lấy nước từ chúng. Lúc này ông ta nghĩ chính Mô-sê đã đầu độc dòng sông Nin, nên đã định xử trảm sứ giả của Chúa. May thay công Chúa đã kịp thời giải nguy, qua đó hai anh em Mô-sê mới may mắn thoát chết. Thế nhưng họ vẫn bị trừng phạt bằng cách bắt đi lao động khổ sai. Và tất nhiên với quyền năng của mình thì Chúa thấy hết mọi chuyện, Ngài không bao giờ để sứ giả của mình phải chịu khổ như thế. Kết quả Chúa đã giáng xuống Ai Cập tai họa thứ hai, đó là dịch ếch, khiến khắp nơi chỉ toàn là ếch nhái, thậm chí hoàng cung cũng không tránh, số lượng lên đến hàng tỷ con. Đàn ếch sinh sản nhanh đến nỗi mà tất cả các con đường trong thành phố đều bị che phủ. Để diệt trừ đàn ếch, Pha-ra-ông đã cho các pháp sư làm phép, tuy nhiên bọn họ lại không thể thắng được quyền năng của Chúa. Kết quả đàn ếch không những không biến mất mà còn tăng lên. Thấy tình hình không ổn, nhà vua mới cho gọi Mô-sê, bảo ông hãy cầu xin Thiên Chúa cho dịch ếch biến mất, đổi lại hắn sẽ cho dân Do Thái ra sa mạc để làm lễ thờ phụng. Rất nhanh sau đó đàn ếch đã chết la liệt từ bờ sông vào tới thành phố. Người ta dồn xác chúng lại thành từng đống lớn, mùi hôi thối từ đó cũng bốc lên khắp nơi. Trong khi đó Pha-ra-ông khi nhìn thấy ếch chết lại nuốt lời, hắn không chịu thực hiện lời hứa với Mô-sê. Thế là tai họa thứ ba đã ập xuống, đó là dịch cháy. Người Ai Cập lại rất sợ loài vật ký sinh đó, để đối phó toàn bộ người dân phải cạo chọc đầu. Không những thế, đám ruồi nhặng từ xác ếch cũng đang xâm chiếm cung điện, khiến cả Ai Cập bị che phủ bởi đám mây ruồi nhặng. Đến lúc này Pha-ra-ông đã bắt đầu cảm thấy sợ, hắn đi cầu cứu các vị thần Ai Cập. Đám thần ấy bảo rằng Mô-sê chỉ có một mình, hãy khiến dân Do Thái mất niềm tin vào hắn ta, sau đó cô lập hắn là được. Thế là ngay tối hôm đó nhà vua đã gọi Mô-sê đến, lần này hắn đã nhẹ nhàng ca ngợi Thiên Chúa là đấng tối cao và đồng ý cho Mô-sê dẫn dân Do Thái đi. Nhưng ai ngờ sáng hôm sau khi tất cả mọi người chuẩn bị lên đường thì đám quản giáo lại xuất hiện, bắt tất cả mọi người quay trở lại làm việc, còn bảo Mô-sê nói dối nhà vua không hề cho dân Do Thái đi đâu cả.
Nghe thấy vậy ông liền đứng ra phản đối, kết quả lại bị đám quản giáo cho ăn đòn thay cơm. Qua tức giận, Môsê đã mang theo vết thương trên tay đến tìm Pha-ra ông chất vấn, nhưng khi thấy ông hắn lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ, bởi đây chính là kế hoạch của hắn để cho dân chúng mất niềm tin vào Môsê, và hắn đã thực hiện được điều đó. Ở nhà, tên trưởng lão hèn nhát đã xúi giục người khác làm hòa với Pha-ra ông, bởi nếu Thiên Chúa có thật vậy tại sao ngài không giết hết lính canh để họ chạy thoát. Đúng lúc này Môsê đã về tới nơi, anh giải thích cho mọi người hiểu. Trên đời này muốn có thứ gì đều phải cố gắng giành lấy. Nếu bây giờ Chúa ra tay giúp họ, thì sau họ sẽ chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đến lúc đó làm sao xây dựng được hạnh phúc tương lai. Ngay sau đó Chúa lại hiện ra với Môsê. Chúa bảo rằng ngày mai trên toàn cõi Ai Cập gia súc sẽ chết. Ngài cố tình làm cho trái tim Pha-ra ông trở lên sắt đá, để hắn phải chịu đựng nỗi đau của dân Israel đã chịu suốt mấy trăm năm. Quả nhiên đúng như lời Chúa nói. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, gia súc của Pha-ra ông đã chết sạch, riêng chỉ có gia súc của người Do Thái là không sao. Điều đó khiến việc giao thương ảnh hưởng nặng nề, việc luân chuyển hàng hóa hoàn toàn bị đình trệ. Không chỉ có thế, tên tể tướng lúc này lại mắc phải bệnh hủi. Theo thống kê đã có hàng nghìn người bất ngờ nhiễm bệnh, điều đó chứng tỏ quyền năng của Chúa đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Cho dù sau đó tể tướng đã cầu xin Pha-ra ông hãy nhượng bộ, nhưng hắn không thể làm điều đó. Hắn tin rằng bản thân là đấng tối cao sẽ không có ai làm gì được mình. Kết quả vừa dứt lời thì một trận mưa đá ập xuống, nó tàn phá tất cả mùa mang của người dân Ai Cập, hậu quả vô cùng nặng nề, nhà cửa thì bị tàn phá, người dân chết đói vô số. Thế nhưng Pha-ra ông vẫn chấp mê bất ngộ. Khi Môsê bước tới, hắn đã bảo anh cầu xin Thiên Chúa cho mưa đá dừng lại. Lập tức Môsê giơ chiếc gậy của mình lên, bầu trời cũng nhanh chóng bật sáng, mưa đá hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên Pha-ra ông lúc này lại nuốt lời, hắn đồng ý cho Môsê dẫn người Do Thái ra sa mạc, nhưng toàn bộ trẻ nhỏ phải để ở lại. Nghe tới đây Môsê không thèm nói gì, cứ vậy quay người rời đi. Ai ngờ nhà vua lại nói với theo ngũ cốc của ta còn đủ dùng cho 7 năm. Nếu Thiên Chúa có giỏi thì tiếp tục giáng tai họa đi. Thứ ngu ngốc nhất trên đời là thách thức quyền năng của Chúa. Lúc này Môsê cũng bảo đàn châu chấu sẽ ăn hết ngũ cốc trên đất Ai Cập. Ngay khi bóng lưng của ông vừa đi khuất thì đàn châu chấu đã kéo đến. Bọn chúng ăn sạch tất cả những gì còn sót lại sau trận mưa đá. Mọi cây cối đều bị đàn châu chấu ăn trụi. Đến lúc này thậm chí đến người con trai của Pha-ra ông cũng phải khuyên ông bố dừng lại. Ai ngờ ông ta vẫn cứng đầu. Pha-ra ông bảo rằng nếu bây giờ nhận thua thì mọi thứ sẽ hoàn toàn tan biến, dù thế nào hắn sẽ không cho điều đó xảy ra. Ngay lúc này mặt trời bị che khuất, bóng tối nhấn chìm hoàn toàn Ai Cập, điều đó báo hiệu cho cái chết sắp ập xuống đầu tên bạo chúa. Màn đêm cứ thế bao phủ suốt 3 ngày 3 đêm. Hôm đó Chúa lại hiện ra với Môsê, ngài bảo đêm nay tất cả con đầu lòng trên đất Ai Cập sẽ phải chết, nên con hãy về thông báo với toàn dân Do Thái, mỗi gia đình làm thịt một con cừu ăn với các loại thảo mộc đắng, con tiết cừu dùng để sơn lên trước cửa nhà, để Chúa biết đó là nhà của dân Do Thái mà bảo vệ khỏi sự báo thù của người. Đây chính là cái giá mà Pha-ra ông phải trả khi đã giết hại con trẻ Do Thái dưới dòng sông Ninh. Hôm đó công chúa được Môsê báo tin và tìm tới chỗ con nuôi lánh nạn. Đến nửa đêm hôm ấy thảm họa bắt đầu xảy ra, từng đứa con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập cứ vậy mất mạng, ngay cả hoàng tử Ai Cập cũng không tránh khỏi. Tiếng khóc than lúc này vang vọng khắp kinh thành. Pha-ra ông đã hoàn toàn sụp đổ trước tai họa này, hắn ngồi trên ngai vàng ôm người con trai trong sự bàng hoàng. Đến giờ phút này vị vua mới chấp nhận xuống nước, hắn ta cho gọi Môsê tới và chấp nhận để ông dẫn dân Do Thái rời khỏi Ai Cập. Sáng hôm sau Pha-ra ông còn cho người đến mang vàng bạc tặng cho dân Israel. Điều đó khiến ai cũng nghĩ rằng Pha-ra ông đã thay đổi. Nhưng đúng lúc này công chúa lại xuất hiện, cầu xin cho bà đi cùng, bảo Môsê phải nhanh chóng rời đi, bởi Pha-ra ông đã phát điên, hắn muốn dân Do Thái mất cảnh giác, sau đó sẽ đem quân trừ khử tất cả mọi người để trả thù cho con trai. Nghe thấy thế Môsê cũng không dám chậm trễ, lập tức dẫn toàn dân trở về miền đất hứa Canaan. Bên này nhà vua cũng đã tập hợp đội quân, trực tiếp đuổi theo đoàn người Do Thái. Lúc này Chúa cũng hiện thân thành một cơn lốc xoáy dẫn đường cho dân người. Để không bị quân đội Pha-ra ông đuổi kịp, Chúa đã chỉ đường cho bọn họ đi một con đường tắt ra bờ biển. Khi tối đến Chúa lại biến thành cột lửa soi đường. Qua đó rất nhanh toàn bộ người Do Thái đã tới được bờ biển. Nhưng bây giờ họ lại gặp vấn đề lớn. Nếu muốn vượt biển ít nhất phải cần 1.000 con tàu lớn. Mà lúc này quân của Pha-ra ông đã đuổi đến đít. Thấy toàn dân rơi vào cảnh ngặt nghèo, Môsê chỉ đành cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Ngay sau đó một cơn lốc xoáy khổng lồ đã xuất hiện, nó trực tiếp ngăn cản bước tiến của quân đội Pha-ra ông, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Thế là Môsê liên tục cầu xin người giúp, quả nhiên Chúa đã ban cho ông quyền năng của mình. Môsê cứ vậy đứng dậy tiến ra bờ biển, sau đó hướng chiếc gậy của mình về phía trước, ngay lập tức gió bão nổi lên, trực tiếp tách biển ra làm hai. Thấy cảnh tượng ấy ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả Pha-ra ông cũng không dám tin vào mắt mình. Lúc này giữa biển để lộ ra một con đường lớn, Môsê nhanh chóng bảo mọi người đi sang bờ bên kia. Đến bây giờ chẳng ai còn nghi ngờ về những lời ông nói, họ cứ vậy lũ lượt đi bộ qua biển, sợ rằng dân Do Thái sẽ chạy mất. Pha-ra ông lập tức ra lệnh toàn quân đuổi theo, nhưng Môsê đã nhận ra vấn đề. Ngay khi những người Do Thái cuối cùng thành công vượt biển, ông lập tức ra lệnh cho biển trở về trạng thái ban đầu. Cứ như vậy hai bức tường nước ập xuống,
chôn vùi hoàn toàn chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ông. Kết quả toàn quân Ai Cập đã bỏ mạng, không một ai sống sót. Lúc này Mô-xê cũng quỳ gối tạ ơn Chúa. Bây giờ dân Do Thái đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích và sống một cuộc đời tự do. Tuy nhiên để trở về miền đất hứa vẫn còn rất xa. Đoàn người cứ vậy lang thang trong sa mạc 3 ngày không có giọt nước nào. Mọi người bắt đầu kiệt sức, vừa đói vừa khát khiến họ không thể di chuyển tiếp. Lúc này rất nhiều người lại trách móc Mô-xê. Họ bảo rằng thà chết trên đất Ai Cập còn hơn là làm ma đói trên sa mạc. Nghe thấy những điều này Mô-xê cũng bắt đầu hoài nghi. Ông bây giờ cũng không còn nghe thấy lời của Chúa nữa, vì thế cho rằng Ngài đã bỏ mình. May mắn người vợ Zipporah vẫn luôn bên cạnh. Cô khuyên Mô-xê hãy kiên trì thêm chút nữa, bởi Chúa chỉ đang thử thách anh mà thôi. Quả nhiên tối hôm đó khi nằm ngủ, Mô-xê đã mờ nhìn thấy Chúa trên ngọn núi Sinai. Lúc này ông như hiểu được ý Chúa. Sáng hôm sau lập tức ông dẫn đoàn người tới Midian, chứ họ sẽ không trở về mảnh đất quê hương cây nơn nữa. Rất nhanh sau đó phép màu đã xảy ra. Trên sa mạc họ tìm thấy một loại cỏ dại có tên manna, mà loại cây ấy có thể dùng để làm bánh mì. Người ta gọi đó là bánh từ trời xuống. Có nó dân Do Thái đã thành công vượt qua cơn đói khát và tiếp tục tiến về mảnh đất Midian. Nhưng khi gần đến nơi họ lại gặp phải thử thách khác. Đó là đám du mục chuyên bắt phụ nữ và con nít để bán làm nô lệ. Đây là một kẻ thù mà dân Do Thái chắc chắn phải vượt qua. Bởi một dân tộc mạnh là một dân tộc phải biết tự bảo vệ mình. Đến đêm hôm đó Mô-xê đã dẫn theo các thanh niên trai trắng phục kích quân du mục, thành công tiêu diệt tất cả đám du mục. Sáng hôm sau Mô-xê cũng toàn quân trở về, mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng khi thấy của cải đám đông bắt đầu giành giật nhau, điều đó khiến Mô-xê phát điên. Ông không biết làm cách nào để dẫn dắt đám người này. Thấy thế mẹ nuôi mới bước vào, bảo con hãy dùng tình yêu của Thiên Chúa để cảm hóa những người đó. Không lâu sau đoàn người đã tới được mảnh đất Midian màu mỡ. Người bố vợ Jethro cũng đi ra để đón Mô-xê trở về. Ông vô cùng vui mừng khi thấy tất cả mọi người đều bình an. Sau đó Mô-xê cũng nói những khó khăn bản thân gặp phải cho ông nghe. Anh bảo con không thể dẫn dắt mọi người mà không có Chúa. Bây giờ anh đã bị lạc lối. Thế là Jethro đã bảo anh hãy đi tìm Chúa, để có thể nhận sự chỉ dẫn từ Ngài, giống như cái cách con được Ngài sai đi giải thoát dân Do Thái. Nghe tới đây Mô-xê đã hiểu ra, anh liền để lại đoàn người cho vợ kiểm soát, còn bản thân thì một mình tới đỉnh núi Sinai. Đường đi vẫn hiểm trở giống lần trước, nhưng có một thứ không hề thay đổi, đó chính là lòng tin của Mô-xê. Rất nhanh anh đã thành công lên được đỉnh núi. Anh hét lớn cầu xin Chúa hãy dẫn đường chỉ lối. Lúc này Thiên Chúa cũng hiện ra, ban cho Mô-xê 10 điều răn của Thiên Chúa, để người Do Thái có thể dựa vào đó để sống tốt hơn. Cứ như vậy nhiều tuần trôi qua, Mô-xê ở trên núi và tiếp thu lề luật của Chúa. Trong khi đó người dân đã mất kiên nhẫn. Sau một khoảng thời gian không thấy Mô-xê trở về, họ nghĩ ông đã mất mạng ở đâu đó trên núi. Thế là mới họp nhau để tự tạo ra một vị thần để có thể thờ phụng. Tên quản đốc xấu xa đã cho người lấy vàng của Ai Cập để đúc thành một con bò vàng. Bọn chúng gọi đó là vị thần của người Do Thái. Người anh trai A-John sẽ đứng lên để dẫn dắt mọi người. Và điều này là cấm kỵ vì con người không được phép thờ phụng ai ngoài Thiên Chúa. Đúng lúc này Mô-xê từ trên núi trở về. Trên tay ông là hai phiến đá ghi chép 10 điều răn của Chúa. Nhưng khi chứng kiến những thứ trước mắt ông đã rất phẫn nộ, trực tiếp ném hai phiến đá trên tay đi. Bởi ông biết rằng những thứ bản thân làm đều vô nghĩa. Ông lúc này không thèm nghe ai giải thích, thậm chí kể cả người vợ cũng bị đuổi ra ngoài. Rất nhanh Chúa lại hiện ra, bảo rằng sẽ trừng phạt dân Do Thái như cái cách Pha-ra ông phải gánh chịu. Riêng chỉ có Mô-xê là được tha thứ giống như Noe. Thấy vậy Mô-xê lập tức quỳ xuống cầu xin Chúa tha thứ, bởi Chúa chính là đấng nhân từ. Lúc này người đã rủ lòng thương mà đồng ý lời cầu xin đó. Sau khi Chúa biến mất Mô-xê cũng bước ra khỏi lều. Những tên phản đồ đã bị bắt lại, toàn dân đang chờ đợi Mô-xê phán xét bọn họ. Thế nhưng lần này ông đã không để cơn tức giận chi phối bản thân. Ông đã bảo hãy tha cho bọn họ, bởi trong 10 điều răn Thiên Chúa dạy rằng không ai được giết người hay làm hại tới người khác. Sau đó Mô-xê đọc cho mọi người nghe 10 điều răn mà Thiên Chúa truyền, và ông cũng cho khắc lại những lề luật vào đá để lưu giữ những điều đó đến 1000 đời. Có 10 lề luật thì 5 lề luật đầu tiên đề cập đến mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, 5 lề luật sau đề cập đến mối quan hệ giữa con người với con người. Đến cuối cùng sứ mệnh mà Thiên Chúa giao cho Mô-xê đã hoàn thành. Cuối đời ông chỉ có một điều tiếc nuối, đó là không thể đặt chân đến miền đất hứa. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.